trong cái bài phỏng vấn trước thì ông có chia sẻ là bố ông trước đây là làm cho CIA. Thế xin hỏi là tức là bố của ông là làm cho CIA là trong thời gian nào, tức là làm ở thời kỳ chiến tranh Việt Nam hay là sang bên Hoa Kỳ rồi thì vẫn còn làm ạ? Bố tôi làm từ ở Việt Nam lần anh, mà lúc đó tôi còn nhỏ, tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là mỗi đêm, tôi chỉ nhớ là bố tôi là phó chủ nhiệm của tờ báo Chính Đen và Trắng Đen và nhiều lúc làm cho tờ báo Chính Luận. Thành ra anh nên nhớ lúc bấy giờ đó, rồi tối đó tôi cứ thấy bố tôi ra sao tối, cái bố về ăn tí rồi đi, rồi đi xong xe Jeep mà mỗi lần đi mặc cái áo là có cái cây súng ở trong đó. Mà không bao giờ nói, tôi còn nhỏ tôi đâu không biết tôi đi đâu, bố tôi đi đâu, tôi không hiểu được anh nhé. Rồi qua bên tới Mỹ đó, lúc đó đó thì như ngừng rồi nhưng vẫn hoạt động với lại giữ cái gọi là giữ cái tình bạn với lại những người mà tình báo của Mỹ. Đó là cái sức mạnh, nhờ như vậy bố tôi mới biết được cái bước, những bước đi của băng đảng Việt Tân. Cứ một bước hai bước là bố tôi đi 10 bước rồi. Và cũng nhờ cái đó sau này trước khi bố tôi mất, bố tôi dẫn tôi tới mấy người đó nói là các anh giúp cho con tôi và bảo vệ nó. Thì những người đó giữ lời hứa cho đến nay vẫn còn giữ. Thành ra bố tôi làm cho, lúc bây giờ là làm cho Việt Nam Cộng Hòa. Làm bây giờ tôi nhớ, anh nên nhớ là những mà thành phần mà đầu lĩnh của băng đảng Việt Tân lúc bây giờ như là Phạm, mấy cái tên như là ông Hoàng Cơ Minh này, cái bố tôi biết hết từ Việt Nam rồi. Tại nhiều lúc bố tôi từ về bay về Việt Nam đó, một trong những người đó là Cao Thế Dung, tôi gọi là bác Cao Thế Dung. Tôi nhớ cái câu, cái cú điện thoại mà bố tôi nói chuyện với bác Cao Thế Dung. Bác Cao Thế Dung lúc bấy giờ là dạy ở La Santa Ba, chương trình Pháp. Lúc đó, cái trường ở trường anh tôi học, thì mỗi lần anh tôi nghĩa là trốn không học ngày đó thì bố tôi gọi. Thì lúc đó bác Cao Thế Dung là hình như lúc bấy giờ là giáo sư thì phải. Thì cứ nói chuyện với bác, đi tìm anh tôi để nói chuyện khuyên. Trong một cái câu hỏi mà bố tôi nói, tôi nghe là bố tôi cho để tôi nghe là nói chuyện với lại bác Cao Thế Dung. Lúc đó bác Cao Thế Dung là ở trong mặt trận Hoàng Cơ Minh rồi. Thì lúc bấy giờ bố tôi dặn rất là kỹ, bố tôi nói với lại bác Cao Thế Dung, anh không được quyền và cũng không, tuyệt đối không cho họ biết lý lịch thật của tôi. Thì bác Cao Thế Dung có nói và sẵn nói với tôi, cháu nói, tú biết không, bố đã nói, bố bác đã nói với bố, với mặt trận Hoàng Cơ Minh, các anh đừng đụng vào nhà báo Đàm Phong. Nhà báo Đàm Phong không phải là nhà báo tầm thường đâu. Nhưng mà bác không nói ngoài cái đó, chỉ nói như vậy thôi. Bác đã biết những cái việc bố cháu làm rồi. Anh biết cái lúc bấy giờ đó, cái thành phần mà mặt trận Hoàng Cơ Minh với lại Việt Tân lúc bấy giờ và đến ngày nay luôn, cái mà rất là tôi không ngờ lúc mà tôi quay lại đó, cái thành phần mà trí thức đó, gọi là thành phần trí thức, tướng tá đồ này, đại úy đồ, rồi bác sĩ đó, đều vào trong Việt Tân hết. Thì tôi ngạc nhiên, tôi nói không lẽ họ lừa lạc cái xã hội, cái thế nghệ thuật như vậy sao? Thì tôi càng nói vào tôi thì tôi càng nghiên cứu, càng điều tra thì tôi mới thấy không phải là họ bị lừa vào, mà gọi, mà nói đúng là những người vào cái này gọi là vì hai chữ danh và lợi, háo danh háo lợi mà thôi. Vì đó mà họ bán đứt đi 4 triệu người ở Việt Nam ở ngoài đây và khống chế cái tự do ngôn luận đó. Tôi nhìn tôi thấy rõ, tại vì trong những người đó tôi đã nói chuyện, tôi hỏi tại sao các anh vô một cái băng đảng mà bị lừa gạt một cách nghệ thuật như vậy, chẳng lẽ các anh không biết à? Thì mấy người đó nói không, có một số người biết anh Tú và họ cảm ơn tôi những cái bài mà thông cáo tôi viết, là họ cảm ơn và không ngờ tôi viết thấy rõ như vậy. Thì tôi ngạc nhiên, tôi nói là tại vì tiếng Việt các anh ở trong hoạt động ở trong cộng đồng Việt Nam và tham gia có nghĩa là rành hơn tôi nhiều, mà tại sao tôi mới trở lại mới một khúc rất là ngắn mấy tháng mà tôi đã biết rõ hết rồi. Thì tôi mới biết được danh và lợi. Tại vì nếu anh nhìn thấy đó, tôi thấy tôi dùng chữ hèn đó. Tôi nhớ ngày xưa lúc mà còn nhỏ, lúc mà làm báo với bố tôi thấy lúc mà bố tôi biết, nhận được cái thông điệp là cái thông điệp cuối cùng, đó là chấm dứt, ngừng, không thôi bị họ giết ngay tức khắc.
thì bố tôi có hẹn gặp hai người mà làm việc chung với lại bố tôi, là hợp tác đó. Ra cái quán cà phê có tôi ở đó, mà vừa ra tôi thấy tôi không thể tưởng tượng được, họ rung như là thọ đế. Anh bảo cho bây giờ tôi mới hiểu có thọ đế là gì, như người ta giảng nghĩa thôi. Ngày xưa tôi không biết, vì tôi biết thọ đế là gì rồi. Thì bố tôi nhìn vô thôi, còn nhìn họ họ nhát quá. Vừa tới đó bố tôi cái làm rất là gọn và ngắn, và nói hai anh về với con, về với vợ con đi, việc này để tôi làm. Thì cái người kia đó, một trong những người đứng lên nhìn tôi và nói tại sao bố con cứng đầu vậy, lì vậy. Thì bố tôi mới nói việc này tôi phải làm, không thôi con tôi, thế hệ con tôi và sau này và các anh sẽ tranh đấu hoặc là sẽ sống trong cái bóng tối. Lúc bây giờ tôi giận hai người đó, giận thì không có đúng đúng, đúng cái chữ, mà tôi khinh. Là anh bảo chăm tôi không khinh những người sợ chết, mà tôi khinh những người hèn. Tại lúc bấy giờ như cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, bị anh sẽ thấy họ đập ngực, vỗ ngực, thì tôi thấy ra cái gì thiết giáp đại quý tùm lum hết, nhưng mà không ai dám đứng lên đối đầu, đương đầu với băng đảng Việt Tân. Một mình tôi ở ở đã hải ngoại thôi, 4 triệu người, có một mình tôi thôi. Thì bây giờ tôi mới thấy họ hèn. Là 36 năm về trước, 36 năm về trước là hai bố con tôi là đương đầu với một băng đảng đầy tội ác, tội phạm, nghĩa là giết người như ăn cơm vậy đó. Và 36 năm sau, tôi cũng không ngờ một mình tôi đương đầu với một băng đảng này, không có ai đứng phụ lên. Tôi thấy rất là hèn, tôi thấy hèn, nghĩa là còn hơn là hèn nữa, mà tôi không biết cái từ ngữ nào mà dùng ngoài chữ hèn đó ra. Tôi thấy ngày nay có một mình tôi đương đầu mà ai cũng đứng sợ, là ai cũng nói, không ai đứng lên nói đương, nghĩa là dám nói gì băng đảng Việt Tân cả, mà họ biết những bài tôi viết ra, những cái bằng chứng tôi đưa ra là cụ thể hết. Lúc mà tôi về Việt Nam mà họ không ngờ, cái ngoài tôi về Việt Nam tôi phỏng vấn, tôi đi tìm những người đó ở bên đây thì họ gọi tôi là cộng sản. Nếu mà anh vào cái Facebook tôi thì anh thấy là nhiều người gọi cộng sản, thế là họ đòi cái số phận tôi rất là nguy hiểm, như ngày xưa bố tôi này, hết người này muốn hâm giết, người nọ muốn giết, rồi bắn bệ sọ, tại vì tôi là cộng sản. Họ cho tôi là cộng sản, là việc cái câu gì anh dùng tôi quên rồi, cộng sản nằm vùng gì đó, nằm vùng nằm nệm gì đó anh nói tôi quên, kỳ rồi anh nói, họ gọi tôi là như vậy.